abrirme el corazón para decirte. Ya quiero terminar con esta vida. No pretendo recordar lo que me hiciste. Solo quiero de tu amor la despedida. He tratado de olvidar aquel pasado, pero hay algo aquí en el alma que me tortura. Un abismo que hace tiempo nos separa. Un abismo que me llena de amargura. En mi nombre yo te ruego que te olvide. Y en tus labios no lo vuelvas a nombrar. Tu bien será mejor que aquí termine. Por mi bien será mejor no verte más. En mi nombre yo te ruego que te olvides. Tus labios no lo vuelvas a nombrar. O tu bien será mejor que aquí termine. Por mi bien será mejor no verte más. Thank you very much. Thank you for your applause. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Next song, we introduce you Mr. Glen. The Glen, he gonna sing the song Dance the Night Away. Lee, look over the stage. Welcome to meet the clans. Senoritas who can sway.
should see her. Please let her know that I'm well. As you can tell, if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go. Just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Right now tomorrow's looking bright, like the sunny morning light. Just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Now tomorrow's looking bright, just like the sunny morning light. Well done, Mr. Glen. Thank you. He will be back here on this day next week, on Saturday, 7:30. And very soon, we have another singer from local Arizona. Her name, Jenny Wood. She will come on the way. Don't go away. Stay on this channel, okay? Thanh Tuấn Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin được hát nhạc phẩm Gửi Về Anh. Chân chân.
đi, nhịp tố nối liền vầng trăng trong sáng sáng sớm thôi hân hoan. Nói tiếc em mơ nhiều, em với anh tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa thôi. Kìa mùa xuân pháo hồng hồng ở đôi má, mỗi khi nhìn anh thư xanh màu xanh ngang ấy, em vẫn lạnh lùng vì vắng anh. Cảm ơn quý vị. Every Saturday vào lúc 7:30 các bạn sẽ đến một cái sân khấu này, đứng ở ngay chỗ này hát những bài các bạn hát yêu thích nhất để kỷ niệm cho mình. Tại vì quay phim 4 máy quay hình và sau đó edit và post lên YouTube để các bạn, để đời cho các bạn hoàn toàn miễn phí nha, không có tốn một đồng xu. Chỉ đến đây thích là hát, hát livestream cho tất cả những bè bạn của mình được thấy mình có tài năng. Nếu các bạn hát hay thì trong những cái live show sắp tới chúng tôi sẽ chọn các bạn vô trong hát live show và được thưởng tiền, chứ không phải đi hát free như mọi người nghe. Mình hát, mình cố công tập việc tập vợt thì mình được thưởng chút đỉnh tiền để cho nó có tinh thần, chứ không có nghĩ rằng hát đi đâu cũng đi hát phi. Ngoài từ thiện mình đi hát chùa thì mình hát phi, còn show mình đi hát là phải ra tiền, dù ít dù nhiều. Ở Mỹ không có thể đổ nước mà đi xe tới những cái chỗ show mà hát, cho nên mình muốn người ta trả tiền cho mình phải hát hay người ta mới trả tiền, mà mới mời cho những cái show lớn. Luôn tiện đây Thanh Tuấn Anh xin announce tháng Giêng ngày 12 Tây chúng tôi sẽ mở live show ở Glendale, mời 4-5 người nghệ sĩ Arizona và 4-5 người nghệ sĩ ở California, đồng thời có những ca sĩ Tây Ban Nha trong chương trình của chúng tôi, và MC sẽ do Kim Phụng và Khánh Minh điều khiển. Mời các bạn see the day Saturday January 12, 2019. Tiếp nối chương trình, Minh Khanh sẽ trình diễn bài Tết bài tango cho em, phải không em? Bài tango cho em. Xin quý vị hướng về sân khấu với tiếng hát Minh Khanh. Ngày có em về nhà mình chàng ánh trăng về, dẫu nhạc tình đã tắt lâu tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút bắt đầu đẹp nghiêng nghiêng dáng em còn trong mắt em buồn vậy máu, em ơi có khi nào nặng ngập đây đó mai sao. Tiếng đàn hoài mãi nhịp bước em thêm là lời, cũng điều buồn chơi vơi đôi tâm hồn những thời giới. Mình chiều sáng đi em để nghe là hơi cháy trong tim nồng nàn, thương tiếc chi trời rộng thế gian vương vấn để rồi một đêm chiều mai. Giờ mình có nhau rồi
đời đẹp vì tiếng em cười. Ngược ngang trùng hoa bơi khơi giấc diều cùng về căn nhà mới. Ta xây và chung tình nhiều chồng gái có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bảy tặng gỗ cho em. Có em về nhà mình tràn ánh trăng thường, dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đèn nghinh nghinh dáng em sầu. Trong mắt em buồn vậy máu, em muốn có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đã hỏi ai, nhìn bước em thêm là người. Cũng vừa buồn chơi vơi, đôi tâm hồn nhìn thấy giới. Minh diệu sáng đi em, để nghe lại hơi cháy trong tim nồng nàn. Thương tiếc khi trời rộng thênh thang, vương vắng đây rồi một đời cứu mang. Giờ mình có nhau rồi, em nói đời đẹp vì tiếng em cười. Em nói à. Vườn ngang trùng hoa bơi khơi giấc diều cùng người căn nhà mới. Ta xây vẫn chung tình nhiều chồng gái có ai mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bảy tặng gỗ cho em. Thank you so much. À, tại vì bài này bài tango là lắc rồi. Hello, à, bây giờ là không có là dự định trước, nhưng mà em chọn cái bản nào rất là dữ em. Bản lặng thầm. Chỉ có bản vẹt thôi đi. Hả? Chỉ có bản vẹt thôi. Ok. Minh Khanh xin gửi đến quý vị một tác phẩm chỉ có bài nghệ thôi. Xin quý vị cùng lắng nghe. Nhạc phẩm này chỉ có bạn bè thôi là Minh Khanh đã thâu vào CD, nhưng bữa nay là hát live chứ không có thâu nghe các bạn. Tại là khi nào mình hát những cái show lớn thì mình phải thâu trước, nhưng mà những cái hát cái này là live stream chơi thôi. Các bạn không có xem bữa nay thì có thể tối nay delete bỏ. Ok. Bạn nào lên live stream thì coi. Còn không có lên live stream thì không có được xem. Để tiếp nối chương trình, Minh Khánh sẽ trở lại với các bạn bài hát Chỉ có bạn bè thôi. Và đây tiếng hát Minh Khánh. Xin quý vị cùng thưởng thức.
xa nhau chưa bao lần gặp lại. Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho em ở phương xa anh người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miên man, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn tơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay anh ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vắng. Mơ sao tiếng ngắt câu hò, thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Lấy anh ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng ngắt câu hò, thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Xin lỗi, cái này là không phải show, cái này là chương trình hát hát với thần tượng của mình. Ok, thì bây giờ bản kế tiếp, cái bạn này mình cũng rất thích. Bài hát được mang tên Bài Ca Tết Cho Em, với giọng ca Minh Khanh. Tết này anh không thèm kéo bức
vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi, xin ơi hãy nhận hỏi Đà Lạt Vũng Tàu. Vì đã có môi em lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chán chứa mỗi ngủ vui. Tết nay anh không thèm đột pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em ngọt ngào. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buồn thương. Vì đã có môi em hôm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi, xin ơi hãy nhận hồi Đà Lạt Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chán chứa mỗi ngủ vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buồn thương. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì mỗi em cười như chưa cả buồn thương. Tết này anh cũng chẳng chơi, vì môi em cười như chưa cả hương xuống. Các bạn vừa nghe ca sĩ Minh Khanh hát bài ca Tết cho em. Cũng như mỗi tuần vào lúc 7:30 thứ bảy, chúng tôi đều mở cái chương trình này audition cho cái show live show sắp tới vào ngày tháng giêng 11/2019 là chúng tôi mở ở thành phố Glen live show. Chương trình này là audition cho một cái show đó, thì được bình chọn một cái số ca sĩ local. Hiện tại là được chọn là ca sĩ Jenny Trần. Bây giờ cô đã gặp người cha sau bao nhiêu năm xa vắng, đã tìm được một người cha. Cô Jenny Trần là con lai cho nên gặp người cha, cho nên cổ sẽ đổi cái tên ca sĩ của cổ, đổi lại tên là Woodland, tức là Jenny Woodland. Từ nay về sau là cô đổi là cái tên Jenny Trang thành cái Jenny Woodland. Cô đã nhận lời mời của ban tổ chức để vô hát cho chương trình ngày 11 tháng giêng 2019 do director Vĩ Văn và Thanh Tuấn Anh đảm trách trong cái chương trình đó. Chúng tôi cũng yêu cầu các bảo trợ
giúp đỡ chúng tôi có một cái kinh phí để mua một thêm một cái máy thu hình, không phải là camera. Camera chúng tôi có đầy đủ rồi, nhưng mà mua cái máy thu hình, là cái máy đó là khi thu là nó ghép nói xong nó ra hình luôn, không cần phải ghép nói, là chúng tôi sẽ bên thành DVD và để bán hoặc để cho các bạn thân mến của những ca sĩ đã ủng hộ những ca sĩ trong local Arizona. Thì cái máy đó khoảng 3-4 ngàn đô. Thì nếu mà không có những cái tài trợ thì chúng tôi phải đành chạc credit card thôi. Các bạn biết mà, ở Mỹ thì có credit thì cứ chạc thôi, mà không biết trả là có chuyện có trả nổi không. Anyway, còn một bài nữa là Lặng Thầm. Chơi luôn không? Ok, bữa nay là Minh Khanh hơi sung, cho nên chơi thêm một bản nữa, Lặng Thầm của Ngô Quốc Linh hát. Ok, để tìm cái bài đó sao. Đi ngang nhà cô bé hồng cùng trường, dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ, mái tóc huyền ông à thật dễ thương. Tôi thẳng thờ ngu ngơ bên hiên măng, cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa, và đêm về ngỡ ngàng thức làm thơ. Trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ, cô bé ơi áo dài bay trong gió. Chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau, lời ban đầu ngại ngần không dám nói, để đêm về thao thức xuống cánh hầu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Và đêm về một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trăng mơ. Đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ, mái tóc hương ông à thật dễ thương. Tôi thẳng thờ ngu ngơ bên hiên măng, cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa, và đêm về ngỡ ngàng thức làm thơ. Trang giấy trắng hay tình tôi mộng mơ, cô bé ơi áo dài bay trong gió. Chiều tan trường tôi lặng lẽ theo sau,
lời ban đầu ngày không dám nói. Đây đêm về thao thức xuống cánh câu. Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ, biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi. Và đêm về một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Và đêm về một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trắng mơ. Thank you.
Jenny, em nói trên nói một lần nữa, Jenny xin kính chào toàn thể quý vị thân mến. Và để tiếp tục chương trình, Jenny xin được gửi đến toàn thể quý vị bài hát được mang tên Cỏ Ứa. Và bài này, mỗi lần Jenny hát là Jenny đều nhớ tới người chồng đã mất của Jenny. Cho nên Jenny xin được gửi bài này cho người chồng đã mất của Jenny. Và cùng mời cùng thể quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Cỏ Ứa. Cứ vui mà đi để nghe
trữ tình cũng rất là mềm mại trái tim của những những chàng trai mà thất tình vì em. Mà em hát nhạc rock cũng rất là hay. Thường thường á là người ta có những cái thể nhạc người ta có thể hát được, nhưng mà không có thể hát những cái thể nhạc mà vừa rock vừa hát mà lại vừa hát nhạc trữ tình cũng được. Cái này là một ngôi sao hiếm có nghe các bạn. Vì sao giờ này anh mới tìm được em? Ban tổ chức sẽ rất là thắt khe em cho tới cùng để là em vươn lên trong cái tiếng hát để đời. Tức là mình làm một kỷ niệm đẹp, mình để đời. Tại vì mình không thể, mọi người không có thể nào mà sống lột da mà ở đời được. Cho nên khi mình thu hình thì mình trẻ đẹp, mình hát như thế đó thì ngàn năm sau vẫn còn cái kỷ niệm đẹp mãi mãi, không có tan biến. Cho nên mình có một lời khuyên các bạn nào nếu có thời gian dành cho âm nhạc thì mình phải nên đến những cái chỗ mà người ta quay hình professional, hay là ta đến thâu âm professional để giữ lại cái kỷ niệm đẹp đó cho riêng mình, cho những cái gia đình mình. Chớ thời buổi đây mà làm ca sĩ thì không có thể là sống, không biết có sống nổi hay không, trừ là những cái ca sĩ nổi tiếng như là Tuấn Anh, Tuấn Ngọc hay là Bằng Kiều thì không nói gì. Những ca sĩ nhỏ là còn phải đi làm thêm mới có thể là khả năng mà tiếp tục. Mà ngoài ra là người ta còn có những cơ hội gặp những người bầu xô, gặp những cái người có khả năng, cũng như là phòng thu, chụp hình, quay phim. Nói chung là nhiều thứ lắm mới trở thành một cái người ca sĩ, thành ngôi sao hiện đại được. Còn mà đi đến những cái trung tâm lớn, ôi cha, những cái trung tâm lớn làm sao mình vô được. Chúng hạn như là những cái trung tâm by day by night thì rừng nào thì cọp nấy. Cho nên mình liệu cơm mà gấp mắm thôi. Anyway, Thanh Tuấn Anh nói nhiều quá. Thì bây giờ để bài sau cùng, Jenny cũng gửi đến các bạn bài hát Đâu Thế Mà. Cái bài này, cái beat này thì chưa có hợp như Jenny, nhưng mà Jenny cũng cố gắng đưa hết tâm tư mình vào cái bản Đâu Thế Mà, để các bạn xem qua rồi tự là comment ở trong cái live stream này nha. Và đây, xin quý vị hướng về sân khấu tiếp nối giọng ca có 102 ở Arizona, Jenny Waddle. Một lần nữa, Jenny Waddle xin thân ái kính chào tất cả quý vị thân mến. Anh cho nhạc lên chút được không anh? Dạ, đúng em. Biết gì rồi anh cũng giống như bao người ta, yêu nhau làm chi để bây giờ đau thế mà. Yêu rất nhiều giờ anh cũng nói câu đôi mình chia tay, tim em như chết theo bao lời anh nói. Lời anh nói ngày xưa yêu nhau mình ngây thơ, tình yêu cho đi từng cơn mơ, thì cho đôi khi mình yêu mà không cần biết tương lai ngày mai. Vì em yêu anh là yêu thôi, vì em không tin rằng ta chia đôi. Giờ em phải sống vui hơn người ta, như bao ngày qua lòng em thì đau thế mà. Em sẽ người để anh phải biết em không cần ai, bao nhiêu nước mắt dường như giờ đã. Và lại nhớ những lúc còn bên nhau, lòng em lên trong ngàn cơn đau, mình em đi quanh
đêm.